có đi làm về. Hay luôn mấy bà, hay luôn các bà, gầy chụp quần là có thật nè, gầy chụp quần là có thật rồi đó, thấy không? Trời ơi, gầy chụp quần rồi, khát nước rồi, ngon lành cành đào luôn rồi mấy bà ơi. Trời ơi, chào mấy mẹ, các mẹ đang làm gì? Tôi cơm nước xong rồi, giờ đến lượt tôi bắt đầu pha trà thải độc đây. Pha trà thải độc. Có những bà hỏi là gì? Trang ơi, chị không có mập, nhưng mà chị thấy Trang khỏe. Chị thấy Trang khỏe và chị không có mập. Chị muốn đào thải độc tố, đào thải độc tố đường ruột, đào thải mỡ máu. Đó, thì chị uống cái gì thì các chị uống cái này. Tại vì em ít khi uống cái này. Cái này em mang sang cho chồng em. Chồng em uống cái này. Đó. Đó. Bên này đấy, có cái bên này trà thải độc thì em không mang sang, bên này trà thải độc thì đang chỉ có của chồng em thôi. Còn chị nào bên này á mà muốn mua trà thải độc thì chắc là em để cho các chị để cho các chị một set, đang chỉ có một set thôi. Thì hai tuần nữa mới gửi sang. Còn hiện tại bên này chỉ có trà giảm cân thôi. Bên này hầu như bên Mỹ là các chị mập nhiều ha. Chào Vương Anh Thế, chào em. Đó nên là chị nào này, chị nào mua trà thải độc, những chị nào có vấn đề về mỡ máu, về men gan cao, về đường ruột mà các chị không mập thì các chị sử dụng trà thải độc. Trà thải độc và trà giảm cân nó bằng giá nhau các chị. Trà thải độc và trà giảm cân nó bằng giá nhau nha các chị nha. Đó. Chị nào mập thì uống trà giảm cân. Chị nào không mập mà muốn đào thải độc tố thì uống trà thải độc. Giá tiền bằng nhau. Một set 3 hộp. Giá tại Việt Nam là 1.458.000. Giá tại Mỹ là 87 đồng. Trang ơi, gầy đẹp quá. Bây giờ là đẹp rồi chị. Bây giờ là gầy ngon rồi chị này. Các chị nhìn này. Quân này. Quần này, nói chung là cái gì nó cũng phải có cái giá của nó cả các chị ạ. Nhưng mà mai em lại nhậu cuối tuần đó. Đó, bây giờ là gầy rồi, tụt quần rồi. Ngon lành cành đào rồi các chị. Đó, các chị thấy không? Không có cái gì mình làm không được, các chị hiểu không? Không có cái gì mình làm không được. Chỉ có bỏ nhậu thì mình không bỏ được thôi. Đó, chị nào mà có người thân, gia đình, có bố mẹ lớn tuổi mà các anh các chị muốn mà để cho người thân của mình á là đào thải độc tố, đào thải mỡ máu, đào thải mỡ thành ruột là các chị sẽ sử dụng trà thải độc nha. Trà thải độc. Trà thải độc này á, em dậy đi hốc bát bún ốc rêu cua sáng chị thèm không, thằng mắt nết. Chị có ốc nhưng mà chị có rêu luôn em, đừng có thách chị ngày mai chị nấu liền này. Mày thách chị là thằng khốn nạn này. Mày khốn nặng quá Vương Anh Thế, nhưng mà bên này cua nó không ngon. Bên này cua này, mua hộp cua này này để mai nấu cua này. Hộp cua đồng này, đây mấy bà. Hộp cua đồng. Hộp cua đồng xay 400g. Vậy mà hình như 89 đồng. Để mai nó bắt canh cua. Mai bắt đầu uống siêu cua ốc nhỉ. Đó. Thì mấy bà mà ai mà sử dụng trà thải độc này này, ví dụ những cái người nào á mà gọi là ăn nhậu nhiều mà không mập nhé, những người mà ăn nhậu nhiều hoặc ăn rất nhiều nhưng cơ thể không mập là cơ thể của các bạn có những độc tố ở trong thành ruột đó, nên là các chị cứ uống trà thải độc. Hôm nay em pha trà thải độc để chồng em về uống luôn đó. Một tuần chồng em uống trà thải độc khoảng 3 ngày, ông ấy xách đi làm, các bà hiểu không? Đó, trà thải độc này đó, các bà thấy không? Trà thải độc đó, nó có trà hoa vàng nha, nó có trà hoa vàng nấm lim xanh, rất hiệu quả đó. Cái này thì em bán là cũng bây giờ cũng tầm 9 năm rồi. Các chị mua hàng Việt Nam sẽ gọi điện 0905 644 699,
pha cũng rất đơn giản thôi. Đó, hôm nay em pha trà thảo dược em uống. Cái này ở Việt Nam thì con Nhung nhé em nó uống vì nó con nên nó gầy như con mõ. Chứ còn em phải uống trà giảm cân. Nhưng mà hôm nay em pha trà thảo dược cho chồng em. Quán gần chợ Mơ ngon lắm mà. Đó, em pha chồng em 8 gói. 8 gói để pha cho 2 ngày uống cứ chịu không? Một mất công. Mất công. Trà thải độc cũng 1.458.000 nha. Nên chị nào bị mỡ máu men gan cao, mỡ máu men gan cao. Đó. Là uống cái này, những đối thủ trên bàn bia dưới bàn nhậu của em là phải nhớ cái này. Nó uống thay nước lọc, cái này thì cả nhà dùng được nha mấy chị, cả nhà mình dùng được. Cả nhà mình dùng được, những người bị huyết áp hay là những người bị mỡ máu là uống thoải con gà mái luôn. 2 4 6 8 lỡ gọi rút gói 9 gói luôn đó. Cái lúc mà em là em ship cái này qua cho chồng em uống từ bao năm nay, gút mà cha bị gút, mà cha bị gút nên là cha uống cái này. Mẹ cảm ơn, không có phải kinh sạc mày này, mày hết pin rồi, sạc này đúng không? Chính xác, sạc cái đấy thôi. Không, không, con lên con cầm, con cầm cái dây sạc xuống dưới này đi. Không, con mang hai cái, mang cái đấy lên cầm cái dây sạc cho mẹ. Đó. Đó. Tha vậy đó. Các bà mua trà thì bà liên hệ tôi. Đấy, muốn sống lâu thì phải thải độc. Các chị thấy không? Ngày mai là ngày em sẽ nấu 35 con gà ủ muối. Hôm nay đặt là đặt tuần trước 60 con gà. Đấy, gom chung á, ở bên Mỹ này là phải gom chung. Còn bà nào ở bên này các bà vui lòng dùng nha. Ta ở bên này, ở bên Mỹ đang chỉ có một set trà thôi. Đang chỉ có một set trà thải độc thôi. Ok chưa? Đó. Bên Mỹ đang chỉ có một sẵn một set trà thải độc thôi. Còn không phải tháng sau ạ. Đó, không phải tháng sau. Mua trà thì liên hệ em nha. Ở bên Mỹ gọi em 714-642-2727. Bây giờ là em vào thì con đường là ngày mai. Ngày mai là... Đấy, đấy, vỏ trà. Ngày mai nấu 35 con gà ủ muối. 35 con gà ủ muối ngày mai đôi bàn tay này. Không có bán nha mấy chị. Gà ủ muối mai em làm này em không có bán nha, mà là em ăn. Em làm 35 con gà ủ muối là để em ăn nha mấy chị nhá. Các chị thấy có ai như em không? Em cầm cái điện thoại qua đây. Có ai mà đi nấu 35 con gà ủ muối chỉ để ăn không? Mùa đông đến nơi rồi. Nên là 35 con gà ủ muối thì cũng xin là mình sẽ có 35 bộ lòng. Tối mai em sẽ nấu miến măng gà lòng. Chào Lai Tiến. Ngày mai là nấu 35 con gà ủ muối cho mùa đông này. Cắm cái sạc này cho mình. Và bắt đầu nấu miến măng gà. Đấy. Nói chung là vì là cái loại gọi là muốn ăn liền. Nấu thả cái măng gọi là măng dối trước. Các bạn hiểu không? Mai là nấu măng dối trước. Vì sao? Ninh măng mà tại vì tính cẩn thận lắm. Măng dối, măng lưỡi lợn, măng vầu là cùng thả vào để ngâm. Bởi vì biết sao không? Vì ngày mai á, lỡ mà thèm đói quá thì vớt cái măng dối ra ăn cho nó lẹ. Măng lưỡi lợn và măng vầu đó. Ngâm đấy, ngâm đem ra ngâm, ngâm xong đêm trước khi đi ngủ ra đổ một loại nước đi. Sau đó mạnh ngâm, xong sáng mai dậy luộc. Đó. Đấy, măng này. Đây cái này gọi là mà măng vầu Tây Bắc. Đấy, măng lưỡi lợn, măng vầu. Các bà làm như em, trời ơi. Đấy các bà, đó, ngâm nha, các bà ngâm này. Trời ơi, mai, từng ngày mai có 8 người ăn. Từng đây măng hơi ít không trời, hơi ít nhỉ. Có vẻ hơi ít các bà.
Mai 8 người ăn lận. Mai bận nhậu mà các bạn. Măng Tây Bắc là đỉnh của chóp rồi các bạn. Nhà em măng trông nó hơi xấu nhá. Măng nhà em trông nó hơi xấu nhưng mà ngày mai em luộc lên thì chị sẽ thấy nhà em măng không có mấy cái gọi là gọi là có nghĩa cái vàng, cái nâu, cái đen. Nói chung là cái nào nó phải cái màu nào nó ra cái màu đó các bạn, chứ không có cái kiểu cái này là thu mua của bà con dân tộc. Măng nhà em thu mua bà con dân tộc các bạn hiểu không? Đó, sợ là mai 8 người ăn mà nấu ít măng quá. Mai là 35 cái đầu gà cộng 70 cái chân gà. Các bác thấy em không? Cái số phải ăn này. Nhét vào không được cái số phải ăn này. Đó, đây là măng vầu này. Măng vầu, măng lưỡi lợn và măng dối. Cái số phải ăn thôi để gọn vào cho gọn là gọn gàng. Đó, gọn gàng lắm lắm các bạn hiểu không? Đi. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god, khát nước. Đi. Hiểu không? Hiểu không? Mấy bà hiểu không? Hiểu không? Xem mấy đứa trên mạng bọn ngu ngu vui nhỉ? Bọn ngu ngu giật đúng giật tâm đẳng lên cười vãi. Các bác cứ giật đùng đùng ra. Đời khổ ghê rồi đấy. Mai là nấu gà ủ muối, chuẩn bị cho một mùa đông. Có mấy bà khách trời ơi, Trang ơi, nấu gà ủ muối tiện chỉ nấu chị mấy con, cho em lại các chị. Cắm rơm vẫn cỏ em lại các chị. Đó. Cắt luôn cho nó gọn. Ai à. Cắt cho nó gọn các bà hiểu không? Ngâm một chậu thế vậy. Ngâm một chậu sợ là nó không có gút. Ngâm hai chậu. Các bà mua măng liên hệ em nha. Măng dối 19 đồng một pound. Măng vầu với cả là măng vầu với cả măng lưỡi lợn là 17 đồng một pound. Đó. Ngâm nha các bà. Các bà làm măng ấy các bà ngâm trước. Ví dụ là chiều tối nay các bà đi làm về, ngày mai các bà cuối tuần định nấu đúng không? Chiều tối đi làm thì các bạn ngâm nước. Đó, các bạn ngâm nước các bạn để ra ngoài sân nghe kìa. Sau đó là một đêm, sáng ngủ dậy, các bà rửa cái măng đấy đi. Các bà rửa cái măng đấy đi, sau đó là các bà rửa đi xong là đổ nước tiếp. Các bà đổ nước tiếp và ngâm tiếp thêm một ngày. Cho tiết kiệm điện ấy. Sau đó là các bà sẽ ngâm tiếp xong các bà sẽ tối về các bà sẽ rửa sạch xong cho vào nồi. Luộc một đun luộc lên từ lúc nước lạnh. Luộc xong nó sôi tầm 5 phút. Đó. Sôi tầm 5 phút thì các bà tắt bếp. Ngâm nó khoảng 10 phút rồi các bà xả nước các bà rửa sạch. Sau đó cho mỡ hoặc dầu ăn vào các bà xào. Xào măng kỹ. Mắm muối bị chín xong. Các bà đổ vào nồi nước lèo. Các bà ninh. Cái măng nó trong vắt trong khe luôn, quá trời đẹp luôn. Giờ em đem măng ra sân nha các bà, chờ em tí. Đem măng ra sân.
Thôi tôi cho vào giòn. Chà thì đủ xong rồi này. Đó. Chà thể độc này. Tôi đổ cho các bà xem mà thơm lắm. Trời ơi. Mùi chà, mùi họ chà ba vàng thơm. Đó. Các bà thấy không? Chà thể độc các bà pha ra nó sẽ không đặc, nó sẽ không có màu đậm và đặc như cái chà giảm cân. Cái này là em pha chín gói rồi nhé. Trà thải độc nó có cái màu vàng của trà hoa vàng rất là thơm. Những người nào mỡ máu này đó, mọi người cứ pha xong mà đậy nắp vào ủ. Em cứ pha một bình này là uống một ngày. Một bình này là 4 gallon. Đó. Trời ơi, mỗi một người mà mê ấy, mê giảm cân, mê sống lâu trong tuổi. Ôi giời ơi, lại chúng nó rủa em là con này mà nhậu lắm vào mà chết sớm thôi. Ơn giời cũng có bệnh nha mấy bà. Cũng xin là báo với các bà là trà giảm cân, trà thải độc em uống đến bây giờ sang năm thứ 9 rồi các chị. Uống sang năm thứ 9 rồi đó. Đây nó là ủ. Đậy nó lại ủ, các bạn hiểu không? Trời ơi. Ừ. Ừ. Vậy đó, pha bình trà xong rồi, giờ cơm nước thôi. Giờ cơm nước thôi. Mai sẽ nấu gà ủ muối các bạn, đón chờ mai đi chợ. Để mua hành tím, xả, nghệ, lá chanh thì có sẵn rồi. Gà mua rồi, gia vị gà ủ muối có rồi. Ngon lành cành đào ha. Đó vậy đó. Cho bà kiếm miếng cơm. Cho con kiến ăn trước đi, con này đang chậm lắm. Không hiểu sao nó mặc áo khoác luôn này. Kiểu model. Trời ơi lạnh đông. Tí nữa ăn cơm với cả, tí nữa ăn được ăn cơm với canh cua. Ừ. Bên này các bà, mướp với mồng tơi, úi xồi ơi, mướp mồng tơi là đỉnh của chóp, các bà hiểu không? Đỉnh của chóp. Thì ăn rau mùng tơi ăn cà tím con? Dạ. Ăn rau mùng tơi hay cà tím? Dạ con. Con có ăn trứng không Kiến? Dạ có. Trứng chiên ấy. Dạ. Ăn trứng chiên này.
con mướp nhiều hay mùng tơi nhiều kiếm? Dạ. Mướp nhiều hay mùng tơi nhiều? Dạ, mướp, nước. Nước mướp à? Nước. Mướp hay mùng tơi? Dạ, mùng tơi. Mùng tơi hay mướp? Kiếm ăn chậm lắm, mà kiếm ăn chậm lắm, cho nên là phải cho bà ăn trước. Nóng quá, nóng quá. Sang bên này ấy, học được cái bên này là nấu cơm. Thế đi con. Thank you mommy chưa? Thank you. Vì sao? Sợ ướt áo à? Ừ, ok. Ok. Ăn đi con. Mẹ quyền riêng tư với mẹ bà. Bye bye các bà.